Dạ em chào cô chú anh chị nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 2021 thì em có đến nhà bạn tới ở xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương là ghi hình trực tiếp đông đeo bán cho bạn được một bộ mẹ con nha. Mẹ là con bô lùng, còn con là con Barbie được tầm khoảng là 1 tháng tuổi nhau chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn có xem video này của em, thấy bộ ưng ý thì hãy nhấc máy lên và gọi thẳng ngay xuống gọi chân mình cho em nha. Để chúng ta sở hữu ngay là một bộ mẹ con đẹp và ưng ý nhau chú anh chị. Thì để biết thêm thông tin về bò, em mời cô chú anh chị và các bạn hãy theo dõi đoạn đeo phút giây nha. Trước mình cô chú anh chị đây chính là bộ mẹ con nha. Mẹ là con bô lùng, còn con là con Barbie đực tầm khoảng là 1 tháng tuổi nhau chú anh chị. Thì bò con này chỉ có 1 tháng tuổi thôi mà em thấy rất là mau lớn nha. Chứng tỏ là con bò mẹ này nó mát sữa nhau chú anh chị. Thì đây là dàn chân sau của nó nha. Đó, rất là hoàn thiện nha. Còn đây chính là dàn chân trước nhau chú anh chị, 4 móng hoàn thiện, tất cả 4 móng đều là móng sò nha, chân cũng rất là to nhau chú anh chị. Sau đây thì em sẽ quay vị sái để cho cô chú anh chị xem nha. Thì đây chính là sái lưng nhau chú anh chị, đó. Còn đây chính là sái mặt nhau chú anh chị, thì bò này là em đã kiểm tra và quan sát rất là kỹ rồi, sái mặt và lưng rất là nghiêm chỉnh nha. Dàn chân trước và dàn chân sau là hoàn thiện, 4 móng đều là móng sò hết nha. Và bò này bao ăn bao uống luôn nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm luôn nha. Sau đây thì em sẽ đến gần đến con bò mẹ này. Thì con bò mẹ này thì cô chú anh chị thấy là nó ăn cỏ dôi rất là nhiều luôn nha. Thì bò này thì nói chung là nó ăn rất là nhiều nha nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm luôn nha. Thì theo em quan sát và kiểm tra thì em thấy con bò mẹ này nó có một chút xà màu nha, ở phần đỉnh đầu, phần cổ và phần lưng nhau chú anh chị, rất là nhẹ nha. Là do nó bị xà màu nên là cái sái mặt nó ở ngay đỉnh đầu nó hơi bị mờ nhau chú anh chị. Đó, thì nói chung về cái vấn đề xà màu này thì nó rất là dễ trị nha. Cô chú anh chị mua cho em là một hộp kem mỡ ở ngoài tiệm thuốc thú y, là về cô chú anh chị thoa cho em ngày 2 lần thì rất là nhanh hết nhau chú anh chị. Bò này hai sái, sái mặt và lưng là hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Sau đây thì em xin phép là sẽ quay về phần chân móng để cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì đây chính là dàn chân trước nhau chú anh chị, rất là hoàn thiện nha. Còn đây chính là dàn chân sau nhau chú anh chị, cũng rất là hoàn thiện và đầy đủ nha. 4 móng cũng hoàn thiện hết nhau chú anh chị. Còn đây chính là cái bầu vú sữa nhau chú anh chị, 4 vú đều căng nha. Chứng tỏ là con bò mẹ này nó rất là mát sữa vô cùng nha. Còn đây chính là phần dậu, yếm và lườn nhau chú anh chị. Và theo em quan sát từ nãy giờ thì em thấy con bò mẹ này chân, móng, sái, bóm, yếm, dậu, lườn, vú, rốn, nói chung là tất cả là hoàn chỉnh hết nha. Sau đây thì em xin phép là sẽ quay về phần kỹ đuôi để cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Thì theo em quan sát thì em thấy cái kỹ đuôi này lông thì rất là mượt, cũng rất là to nhau chú anh chị. Đó, đuôi thì thòng sát đất nha. Thì bò này là thuộc dạng bò mẫu nhau chú anh chị. Cô chú anh chị mua về, cô chú anh chị để nái là rất là hợp lý luôn nha. Thì cái con bò mẹ này chân móng đứng thẳng và chân rất là to nhau chú anh chị. Và cái con bò này thì em có đo thì nó cao tầm 1m22 bò nha. Và bạn có nói với em là bò này đẻ được 3 lứa nha. Tức là lứa thứ ba này chính là cái con bò Barbie đực tầm khoảng 1 tháng tuổi nhau chú anh chị. Thì sau đây thì em sẽ quay lại cái bầu vú sữa để cho cô chú anh chị xem nha. Đó, thì đây chính là cái bầu vú sữa 4 vú đều căng nha. Thì bò mẹ này nó rất là mát sữa nhau chú anh chị, nên là cái con bò con Barbie nó chỉ có 1 tháng thôi mà nó rất là nhanh lớn nhau chú anh chị. Để em quay lại dàn chân nha. Đó, chân rất là to nha, chân đứng thẳng nè, đuôi thì dài sát đất nhau chú anh chị. Và bò này là thuộc dạng bò mẫu, bò VIP nha. Cô chú anh chị mua về, cô chú anh chị để nái ra rất là tốt bò luôn nha. Màu thì màu đỏ mặt nè, chân móng hoàn thiện, sái bóm nghiêm chỉnh. Thì bò này thì bạn có nói với em thế này là bạn bao ăn bao uống luôn, bao bệnh tật luôn nhau chú anh chị. Nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm mừng nha. Thì cái bộ mẹ con này thì em có bàn bạc với bạn và bạn đưa ra với mức giá là 43 triệu cho một bộ mẹ con này nha. Mẹ là con bô lùng cao tầm 1m22 bò, còn con là con Barbie đực tầm khoảng 1 tháng tuổi nhau chú anh chị. Thì bò này nếu mà cô chú anh chị ưng ý và cảm thấy thiện ý mua thì bạn sẽ bớt cho cô chú anh chị một chút đỉnh tiền xe để kéo về nữa nha. Đó, bò này thì bao đẹp, bao ăn uống, bao bệnh tật luôn nên là cô chú anh chị là hoàn toàn yên tâm hơn nha. Đó,
Thì địa chỉ của bạn là ở xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương nha chú anh chị. Thì số điện thoại ở trên màn hình là số điện thoại của bạn tới nha. Nếu mà cô chú anh chị quan tâm, cảm thấy nghĩ bộ mẹ con này muốn nuôi về sinh sản mồ tốt á, thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi thẳng ngay số điện thoại trên màn hình cho em, để chúng ta sổ nhanh là một bộ mẹ con đẹp này nha chú anh chị. Thì thôi, có video này em cũng xin tạm dừng ở đây. Và một lần nữa thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua nha. Thì một lần nữa cô chú anh chị cảm thấy nghĩ bộ mẹ con này thì hãy nhấc máy lên gọi thẳng ngay số điện thoại trong hình cho em nha, để chúng ta sở hữu nhanh là một bộ mẹ con đẹp và ưng ý này nha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì em xin phép chào tạm biệt mọi người và hẹn người buổi tập tiếp theo nha.